Đây là số tiền mà Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB ước tính thiệt hại do đại dịch Covid gây ra trên toàn thế giới. Để đọc nó thì trước hết ta phân thành các lớp từ phải qua trái, mỗi lớp gồm 3 chữ số. Đây là lớp đơn vị, lớp nghìn, lớp triệu, lớp tỷ. Tiếp theo sẽ là lớp nghìn tỷ. Tiếp theo là lớp triệu tỷ. Và cứ như thế cho đến khi hết các chữ số. Khi đọc số chúng ta đọc từ trái qua phải theo quy tắc. Đọc các số ở mỗi lớp như đọc một số có 3 chữ số. Rồi đọc thêm tên của lớp. Riêng lớp đơn vị thì không đọc tên lớp. 95 triệu tỷ, 242.000 tỷ, 110 tỷ, 123 triệu, 456.000, 789. Số tiền thiệt hại này tương đương với khoảng 4,1 nghìn tỷ đô la. Đây là con số gần bằng tổng tài sản của hơn 7 tỷ người trên toàn thế giới tính theo Việt Nam đồng. 5432101234567890123. Bạn hãy đọc con số khổng lồ này comment kết quả ở phía dưới. Nếu các bạn thấy clip này hay thì xin hãy chia sẻ. Đừng quên like page Toán Thầy Kiên để nhận được những bài toán hay tiếp theo.